trở lên ảnh thì nó cũng không phải là lo lắm, nhưng vấn đề chỗ là gì nè, không biết mình theo kịp cái thời đại bây giờ hay không, không biết rằng mình có làm vừa lòng đạo diễn Vũ Thành Vinh hay không, và không biết rằng khán giả có cần mình cái gì nữa không. Thật ra rất nhiều câu hỏi, rất nhiều nỗi lo. Linh có từng tin điều rằng là thôi, có sao nói vậy người ơi, làm được gì mình cứ làm hết tâm huyết của mình, rồi bi nhiêu bi, được nhiêu hay nhiêu. Nhưng Linh nghĩ rằng là với sự nỗ lực của cả ekip hỗ trợ Quyền Linh, Linh tin rằng là mình cũng một phần nào đó đáp ứng được cái giá trị của dự án, cũng như là một cái bộ phim ra đời nhằm một cái thông điệp là cả đời vì cha. Tức là như vậy. Xin được cảm ơn anh Quyền Linh với những chia sẻ đầu. Nhưng mà thật ra những ý tưởng gặp nhau là chuyện bình thường trong nghệ thuật. Vấn đề anh thể hiện ý tưởng nó như thế nào thôi. Mỗi người đều có cách yêu thương con mình khác nhau. Mỗi đứa con cũng có cách yêu thương cha mẹ mình khác nhau. Quan trọng là chúng tôi không xem phim kia, và phim kia cũng không làm giống phim chúng tôi. Tôi nghĩ rằng là Linh không biết anh Hoài Linh diễn thế nào, Linh cũng chưa biết, mà chắc chắn Hoài Linh cũng không biết Quyền Linh diễn thế nào. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái phong phú đa dạng nhiều màu sắc trong điện ảnh. Thì khán giả sẽ xem phim, mỗi người sẽ tự đánh giá, chứ giờ mình không biết thế nào cả. Hôm nay Linh mới biết cái thông tin này bất ngờ đó. Linh chưa nghe, không biết Linh có nghe chưa. Thật ra thì bộ phim này á, Linh nói với Vinh là Linh không diễn xuất, không diễn xuất gì cả, cho Linh cứ cố gắng sống sao nó đúng với tâm trạng của người cha thôi, không có gì bỡ ngỡ hết. Khi mà con Linh nó đòi lên nhiều lần lắm, nhưng mà Linh cũng muốn giấu nó, tại vì ngày nào cũng hỏi ba, bữa nào cũng lên được, tại thấy râu ria ba thấy ghê quá. Cứ ngày nào cũng vậy trơn á. Rồi cái chuyện mà giảm cân gần 20kg đó, đó là một sự nỗ lực của Linh. Mà lúc đầu Linh bực Vinh lắm, nó mắc mớ gì phải ốm chi vậy, cha là không lẽ mấy ông người làm ba mập là không làm ba được hay sao. Ông Vinh không, anh ơi, ông phải ốm ốm xíu. Lúc đầu Linh với Vinh cũng tranh luận với nó, cuối cùng Vinh nó không phải ốm anh ơi, mà Linh về Linh quyết tâm. Tại đó lúc đầu khó lắm quý vị, khó vô cùng tận luôn. Linh mới nhờ bà xã Linh với hai đứa nhỏ thôi làm giám đốc sản xuất ăn uống giùm đi. Thế là nhà là cứ rau luộc, rau sống, tất cả đều rau hết. Và con gái Linh mà cầm cái đũa lên gấp cái gì đó là nó gạt cái đũa ra. Và tất cả gia đình Linh theo cái sự chỉ đạo của Thành Vinh ăn uống gần giống cho ăn vậy đó quý vị. Linh đi đâu Linh khó chịu vô cùng luôn vậy đó. Linh đi đâu đi, Linh thì được mời rất là nhiều buổi tiệc sang trọng. Trời ơi, vô nó gặp toàn là đồ ăn ngon mà ngồi nó chảy nước miếng luôn, mà không ăn được tức ông Vinh dễ sợ luôn. Có nhiều lúc Linh nói mắc mới vô mệt gì thôi, miễn sao tôi đóng tốt cho tôi mập hay không mập chuyện của tôi, không lẽ nghèo không lẽ không có quyền mập. Mà hôm nay anh nhìn cái poster, cái mặt của anh đây, anh sẽ thấy được là cái công sức của anh nó xứng đáng ạ. Đúng rồi, cái nhất là Linh nhờ con gái với bà xã Linh cùng đồng hành với Linh, chứ một mình Linh không vượt qua nổi đâu. Linh ham ăn lắm. Linh thấy là Linh quốc, cứ Linh ăn mỗi lần ăn cơm bới tô ra trước cửa ngồi ăn vậy đó. Mà mỗi lần lấy cái tô là con Linh nó dẹp cái tô, nó đưa cái chén. Sau đó nó không đưa cái chén luôn, nó đưa cái muỗng không thôi, với đũa không thôi, với cái dĩa nhỏ nhỏ vậy đó. Cứ như thế Linh chạy qua 4-5 tháng, gần như là sức khỏe Linh nó cũng xuống đó quý vị. Lúc đó Linh đi quay máy ấm gia đình về rất là khó khăn. Linh đi các vùng miền miền Trung, các vùng sâu vùng xa, đoàn bên đây thì sợ Linh xỉu, nắng chang chang chạy tới chạy lui. Chương trình máy ấm gia đình Việt thì sợ Linh xỉu, còn đoàn phim thì sợ Linh mập. Linh biết giờ đáp ứng nhu cầu của đoàn nào, đoàn một đoàn thì ép ăn, một đoàn thì cấm ăn, nhà Linh không cho ăn, khó chịu vô cùng. Linh nói làm diễn viên chỉ khổ gì đây. Nhiều lúc cũng vượt rào, lén lén cầm cái đùi gà ra bị giật lại. Thành ra đó cũng cảm ơn gia đình của Linh đã giúp Linh đi giảm gần 20kg đó với sự động viên của Vũ Thành Vinh. Và lần đầu tiên con gái và bà xã Linh đến phim trường. Hai con gái thì chưa bao giờ biết điện ảnh là gì, chỉ coi phim này kia mà chưa biết quay sao. Tới thấy đúng cái cảnh đêm hôm, Linh ngồi đầm mưa từ 5 giờ chiều
cho đến 5 giờ sáng hôm sau, ho lên ho xuống lạnh rung luôn. Vinh cứ là động viên hoài, đến lúc mà Linh nằm dài ra bị xe đụng máu me tùm lum hết trơn á, con Linh nó đứng khóc luôn. Nó về nó nói ba ơi sao mà khổ vậy, con không nghĩ ba đóng phim như vậy đó, ba cho con đi xem để biết rằng để được một nhân vật, để hoàn thành một nhân vật nó khó như vậy, chút đơn giản. Cái cảnh nằm trên đó thôi mà mưa lâm đâm nằm suốt gần 2 tiếng đồng hồ thưa quý vị, không nhúc nhích luôn, nhúc nhích. Ông quay phim kêu nằm im, vừa mới trở cái tay cái ông phó đạo diễn kêu im, Duy mới kêu im đừng có lăn tới lăn lui, không cho nhúc nhích, quỳ nó tê cứng như nè. Thì con Linh mới thấy được rằng là để trở thành diễn viên nó không đơn giản xíu nào cả, để mà có một hào quang thì nó khó khăn lắm quý vị. Chính vì thế nên đó cũng là một cái bài học đầu tiên để cho con Quỳ Linh thấy rằng là nghệ thuật không đơn giản, chúng ta phải nỗ lực, chúng ta thậm chí phải hy sinh về nghệ thuật để có một vai diễn như vậy. Cảm ơn hai câu hỏi vừa rồi. Cảm ơn.